Bởi vì cái quyết định mua xe nó phải vượt lên định kiến của xã hội, vượt lên cấm cản của gia đình. VF9 nó sẽ là theo kiểu là bạn có đủ khả năng và bạn có muốn làm hay không ấy. Còn những chiếc xe khác thì có thể là họ có khả năng nhưng họ không thể làm. Bản thân mình và gia đình mình là có xu hướng xính nội. Tức là mình và gia đình mình sẽ có xu hướng là chọn những sản phẩm đến từ thương hiệu nước nhà. Và bản thân mình trong suốt cái quãng thời gian mình sống ở châu Âu ấy, thì mình thực sự rất là thèm đồ Việt này, thèm ăn món ăn Việt này. Và khi mình có cơ hội về nước, có cơ hội được sử dụng những sản phẩm ấy, thì cá nhân mình muốn đóng góp một phần nào nhỏ sức của mình cho cái việc là đưa thương hiệu nước nhà đi lên. Đôi giày mình đang đi cũng là một đôi giày của BTS. Thì khi VinFast công bố concept của cái dòng xe xăng ở Lắc thôi ấy, nhưng lúc ấy mình chỉ nghĩ mình chỉ mua Lắc A thôi. Nhưng mà chiếc xe mình mua VinFast đầu tiên là Lắc SA. Đó. Bây giờ mình vẫn đang giữ song song với chiếc VF9 này. Thực sự là mình và những anh em của anh em VF9 hay đùa với nhau ấy, là chủ xe VF9 phải là những người mà có tâm lý cực kỳ vững vàng. Bởi vì cái quyết định mua xe nó phải vượt lên định kiến của xã hội, vượt lên cấm cản của gia đình. Cá nhân mình thì sau khi mình trải nghiệm chiếc VinFast Lux SA, mình đã được trải nghiệm về chất lượng xe này, mình trải nghiệm về chất lượng dịch vụ hậu mãi. Và mình cảm thấy là mình tin tưởng được hãng. Và mình muốn là tất nhiên là cái việc mình mua xe hay không nó không giúp hãng có thể phát triển. Nhưng mà nhiều người như mình, nhiều người có cái sự tự tôn dân tộc như mình ấy, thì họ, mình nghĩ là các doanh nghiệp nước nhà sẽ được lợi. Và bản thân mình cũng đang vận hành một doanh nghiệp nhỏ ở lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp. Thì mình hiểu là bạn cá nhân mình nhỏ như vậy mà mình đã chầy chật trong cái thời buổi kinh tế thị trường nó khó như này, thì những doanh nghiệp mà nó lớn như vậy, nếu mà không có sự đồng hành của mọi người dân trong nước ủng hộ, thì mình nghĩ là rất là khó để có thể phát triển được. Tất nhiên là trong cái giai đoạn mua xe thì mình có tìm hiểu. Và cá nhân mình là một người đam mê về xe thì mình đã xem trước ở những cái trường hợp của xe E34 hay VF8 ấy. Và mình cảm thấy là mình đủ kiến thức để có thể gọi là sử dụng một chiếc xe điện, thậm chí là sử dụng chiếc xe điện ở những cái thời điểm là người tiên phong nhận xe. Hiện tại thì hai con của mình học VinSchool, bố mẹ mình là khách hàng thường xuyên của VinBank. Bất động sản của VinHome thì gia đình mình nắm giữ cũng tương đối ấy. Thì cái việc mà ngoài cái việc đó là một sản phẩm của thương hiệu nước nhà thì rõ ràng mình cũng phải cân đo đong đếm, bởi vì mình bỏ tiền ra mà, thì mình sẽ chọn những cái bên nào mà vừa tầm tiền mình và nó chất lượng. Đó thì cá nhân mình cảm thấy là những cái thứ mình đang chọn nó chưa sai. Mọi người bảo là nhận xe sớm là chuột bạch, nhưng đã có những cái sự tri ân cho người tiên phong, như là mình có hai cái voucher nghỉ dưỡng này. Gia đình mình đã đi một lần rồi và rất hài lòng, và sắp tới tháng 9 gia đình mình sẽ đi tiếp ở Vinpearl Nam Hội An. Chả có hãng xe nào mà được chăm tận răng kiểu ấy. Trước khi nhận xe thì có voucher, xong rồi khi mà xe vận hành mà có vấn đề gì thì lại có hậu mãi cực tốt, cầu kéo miễn phí. Và thực sự là 2 năm sạc pin miễn phí thì mình nghĩ là đúng là chỉ có VinFast làm được. Cá nhân mình thì cho đến thời điểm này thì mình vẫn khá là hài lòng khi mà mình chọn chiếc Lux SA hay chiếc VinFast VF9. Cá nhân mình hiện tại thì mình đang sinh sống tại Ocean Park. Nó là một cái khu đô thị của Vinhome tại Gia Lâm ấy. Hạ tầng về xe điện ở đây thì được Vingroup ưu ái khá là tốt. Tức là trụ 250 rất là nhiều, trụ 60 rất là nhiều và trụ 11 rất là nhiều ấy. Tức là mình có tận 3 option để mình có thể sạc hàng ngày, sạc nhanh, sạc chậm hoặc là sạc bình thường ấy. Thì cái việc mà chuyển từ xe xăng sang xe điện, tâm lý mọi người sẽ nghĩ là sạc ở đâu, có đi xa được không ấy, thì nó không đúng với mình. Bởi bản chất là xung quanh mình bạt ngàn trạm sạc. Và cái thứ hai là mình là một người trẻ ấy. Những cái về công nghệ pin hay là xe điện hay app để kiểu điều khiển xe ấy, mình nắm được và mình đam mê tìm hiểu. Thành ra mình luôn có sự chuẩn bị cho những chuyến đi của mình ấy. Thậm chí là vừa rồi khi mình và 9 anh em VF9 đi xuyên Việt ấy, mọi người sẽ hỏi là tại sao các ông có thể sạc được và sạc kiểu gì ấy. Nhưng mà mình, cái nguyên tắc của mình ấy,
xe điện nó sẽ thành một chiếc xe xăng nếu như bạn sạc pin vào thời gian chết đó. Thì mình vận dụng áp dụng triệt để cái nguyên tắc đó, và gần như là cái quãng đường 5.500 cây trong 14 ngày thì mình nghĩ là xe xăng đi còn khó, đừng nói xe điện. Nhưng mà đoàn mình đi 9 người và anh em đều cảm thấy hài lòng với chuyến đi. Mình vẫn hay đùa với anh em là nếu mà đi đường dài mà có ai đó chê VF9 ấy thì chắc hẳn họ phải rất là không thích VinFast. Bởi vì đi đường dài thì VF9 nó hoàn toàn là một chiếc chiến mã. Thứ nhất là về vận hành cực ok. Ví dụ mà tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu thì bạn xét đúng tương ấy vào vượt. Cảm giác lái rồi khoang hành khách ấy, nó khá là rộng rãi, thoải mái, có massage ghế này, có VV. Tức là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái trí thông minh nhân tạo trợ lý ảo VV để nó tư vấn những điểm đến cho mình, vân vân. Thì cá nhân mình cảm thấy có đúng một nhược điểm của chiếc VF9 khi đường dài, hai nhược điểm. Thứ nhất là bản của mình là bản full, lốp nó rất là mỏng, bạn nhìn mình xem. Thế nên ví dụ như anh em nào người mới mà chưa có kinh nghiệm ấy, mà gặp những đường mà họ cảm thấy nó chỉ là những cái ổ gà ấy, mà anh em mà lao qua không có sự kiểm soát ấy, thì nó sẽ rất dễ là bể lốp. Bởi vì sao? Đây một chiếc xe rất là nặng. Cái việc mà anh em bất cẩn ở những cái ổ gà nhỏ nó cũng dẫy đến việc nổ lốp hay là rách lốp. Ngoài ra thì đi đường dài thì cái việc mà khó quay đầu của VF9 nó không phải là vấn đề nữa. Nhưng nó có một vấn đề là nó hơi bị nhiều điểm mù. Tức là khi mình ở đèo Violac ấy, thì mình có bảo anh em là cái cột A nó hơi lớn. Khi anh em vào cua anh em dướn người cho em, thì thứ nhất là mở rộng tầm quan sát của anh em, cái thứ hai là nó sẽ an toàn. Thì là trộm vía là chuyến đi thành công và anh em đều đi ok. Còn đổ đèo thì VF9 vô rồi luôn. Với một chiếc xe xăng mà để khỏe như VF9 thì tớ nghĩ phải so với những con mà có động cơ V8, thì tớ sẽ so với một chiếc là President nhé. VF9 nó sẽ là theo kiểu là bạn có đủ khả năng và bạn có muốn làm hay không ấy. Còn những chiếc xe khác thì có thể là họ có khả năng nhưng họ không thể làm, hoặc là họ không có khả năng để làm. Ví dụ một chiếc xe cực kỳ khỏe này bạn đưa về chế độ Eco ấy, nó sẽ vận hành cực kỳ điềm đạm, nó không bị chồm. Nhưng chiếc V8 mà trước tớ lái thử là chiếc President ấy, anh em sẽ phải là chân ga rất là nhịp nhàng để đi phố không bị giật cục. Nó bị quá khỏe để đi một cái quãng đường mà nó tắc chẳng hạn. Nhưng VF9 thì tớ nhàn hơn, tớ hoàn toàn có thể bật chế độ bám đuôi, hoặc là tớ bật cái di chuyển chậm, tớ bật lên và tớ để Eco là nó sẽ tự bám đó. Hoặc là tớ set tốc độ 20-25 để bám sát xe đằng trước, giữ khoảng cách 10m, vân vân. Cái việc mà đưa công nghệ vào chiếc xe này thì mình cảm thấy là cái việc lái 500-600 cây một ngày nó nhàn hơn xe xăng rất là nhiều. Anh em có quá nhiều thứ hỗ trợ cũng như là giúp anh em giải tỏa, đỡ căng thẳng trong quá trình lái. Những cái mà mình không xử lý được ấy, thì thường nó sẽ liên quan những cái lỗi phần cứng chứ không phải phần mềm. Còn ví dụ mà những cái lỗi liên quan phần mềm thì bản thân mình cũng tổng hợp lại cùng anh em và báo với phía hậu mãi, về phía chăm sóc khách hàng, thì cái đội dev họ sẽ đưa ra bản vá ngay lập tức. Thì trước đó thì bên team mình cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện ra một cái lỗi của VF9, thì mình cũng báo, thì họ cũng phản hồi và họ fix trong vòng một tuần. Một tuần là trơn tru chứ không phải một tuần là bản bề ngô đâu. Thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Cái thời điểm mình đi ấy, là những thời điểm mà VF9 nó vẫn chưa có nhiều bên thị trường như bây giờ đâu. Bây giờ VF9 đầy đường, nhưng thời điểm mình đi ấy, VF9 nó khá là ít. Mình về những tỉnh như là Vĩnh Yên chẳng hạn, thì bản thân chú bảo vệ họ cũng ngạc nhiên. Và khi mà chủ doanh nghiệp họ khá là lịch sự, khi họ tới họ chào mình khi mình về, họ thấy mình đi chiếc xe này họ cũng khá là trầm trồ. Mặc dù họ đang sở hữu những chiếc xe mà tớ nghĩ phải giá tiền gấp 6, gấp 7 lần chiếc tớ đang đi, nhưng họ không có tư tưởng dè bỉu đâu. Tức là thường những cái người mà thực sự đủ khả năng sở hữu một thứ gì đó ấy, họ chỉ có hai trạng thái thôi. Một là họ mua, hai là họ lướt qua. Họ sẽ không dè bỉu là thế này thế kia, từng này tiền tao thà mua này kia. Không, nó không phải là cái thói quen của những người mà họ thực sự đủ khả năng làm cái gì đó. Mình và những anh em của mình là những người mà ở thời điểm này thì phần lớn họ đang điều hành hoặc là quản lý doanh nghiệp rồi ấy.
thì họ đều bảo là thực sự nếu một chiếc xe như này vào một hãng khác bên nước ngoài đưa vào Việt Nam thì chắc chắn nó không có giá này đâu. Chẳng qua là chúng ta đang quen cái kiểu là những cái thứ đến từ Việt Nam thì chúng ta hay chê bai dè bỉu, chứ còn những thứ ở nước ngoài thì chúng ta ngậm bồ hòn nằm ngọt thôi, mặc dù chưa chắc nó đã bằng hoặc là tốt hơn. Ban đầu thì tớ không quá kỳ vọng gì nhiều khi tớ mua một chiếc xe điện đâu, bởi bản thân tớ chỉ cảm thấy là nó phù hợp với nhu cầu của tớ. Thậm chí giá mà tớ thấy giá bây giờ nó cũng quá rẻ so với những cái trang bị mà nó mang lại. Và tớ không kỳ vọng quá nhiều là nó phải được như hãng này hãng kia. Chính vì tớ không kỳ vọng quá nhiều dẫn đến khi mà tớ nhận thì tớ cảm thấy hài lòng. Và chưa kể là bản cập nhật 8.7.1 là một bản cập nhật mà tớ đánh giá nó khá là hoàn thiện. Tức là nó sửa được những vấn đề như là oki hay xi nhan. Ngoài ra nó cải thiện hệ thống âm thanh nguyên bản của xe. Sau đó nó còn có cải thiện thêm hệ thống làm mát điều hòa. Chưa kể là xe tớ còn được phía VinFast họ tạo điều kiện về hậu mãi để trang bị thêm cái dàn nóng cho tớ. Thì thực sự là so với một vài con xe xăng thì xe tớ có khi còn mát hơn đó. Tớ khá là cảm thấy ok với những gì tớ nhận được.